lâu lắm rồi mới có dịp trở lại những cái khu trang trại ao của nhà ông anh ở bên này. Bên này là những mô hình rất là đồ sộ, rất là rộng. Hôm nay vào đây để xem thăm cái mô hình nhá, mời mọi người cùng theo video của Văn Hiệp nhé. Vâng, em vẫn công tác con. Em không có con này có chửa sao anh? Ồ, thế là bụng to thế, nhìn trông nó. Ui, con này nhìn trông như con cá voi nhỉ. Nhìn thích chứ. Niệu cắn không đây? Không, cắn. Nhìn đúng là tròn nó lô. Đấy, bên này là lợn ta. Đây nha, anh băm chuối cho bò. Đấy, không cần phải cứ chặt này là nó tự nó ăn thôi đúng không? Vậy là nuôi kiểu mới. Đấy, nuôi kiểu dân dã thôi, có gì ăn vậy. Cám bạn nó đắt. Đây. Chăn nuôi theo kiểu gọi là tự đấy, nhà, cây nhà lá vườn tự cung tự cấp, tự dùng. Đấy, bên kia là ui một dàn mướp này. À dàn gọi là gấc chứ nhỉ? Dàn gấc. Đấy, gà thả vườn. Ui cá nhiều lắm. Ôi chỗ này nó bị hẫng chân thì liệu sập không anh? Nó không sập đâu. Ôi mọi người thấy thế nào, đông như hội. Ui vui nhỉ, thế này đúng là phấn khởi đấy anh ạ. Cái này đúng là quá tuyệt vời. Đấy, trông vui vui nhộn như ao Bác Hồ nhá. Đấy, vui nhộn như là ao của Bác Hồ. Ao Bác Hồ là cá màu thôi, còn đây là cá trắng nhá. Đấy, tất cả cám đều ép viên từ những chất thải công nghiệp, từ thức ăn thừa và từ rau củ quả là được máy ép thành viên để đổ đây cho cá ăn nhá. Ao rất rộng. Ơi. Chim chóc bồ câu bay. Ui, ao này là cá to hơn hay là vẫn thế anh? Ừ, to hơn đầu, to tướng này. Tuyệt vời đấy, nhưng nhìn thấy nó quẫy như này sướng nhỉ. Thế này nó đùa chứ thỉnh thoảng to giống vớt được con cũng ăn lên nhỉ. Cần gì phải câu mới lại đánh cá làm gì đâu nhỉ. Thì nó nhiều này, anh cái vợt anh hớt phát thì câu thì mất thời gian hơn. Đúng rồi. Quê. Ơi mọi người thế nào, nuôi chăn nuôi nó phải thế này thôi, phấn khởi sướng. Cám này là gọi là rau chuối củ quả là như này ốc bươu vàng với lại các kiểu anh ép ra để làm viên khô cho cá ăn. Đấy. Ngô quay sắn. Ao rất rộng. Ui là quậy. Đấy. Quá tuyệt vời. Đây, trên này là những tổ chim bồ câu, chuồng chim bồ câu. Đây, chim bồ câu đẻ trứng. Chim đẻ trứng.
kiểu như này đấy. Thế nó là tên của nó là ớt gì đấy anh? Nó vừa là ớt cảnh, vừa là ăn được, nhưng mà cay ghê đấy. Nhưng mà có nghĩa là mình là để làm cảnh ấy. Ừ, vừa là cảnh vừa là ăn được. Anh cứ thấy của người ta có hay hay thì mình làm mấy quả mình ướp. Xanh là nó màu đen. Ừ, xanh nó tím tím. Đấy, tím tím này, thế còn chín là nó lại vẫn là màu đỏ như này luôn. Thế thì em làm một quả đó nhé. Đấy. Cứ lấy một quả về xem vặt ăn đấy. xem như nào. Đấy, vặt thôi mấy thôi, quả. một quả thôi. Vặt lấy hai ba quả. Ừ. Có cay bằng ớt gió này. Cay đấy. Ừ. Và xong chú lấy hạt, lấy dốc. Ấy mọi người ạ. Vào đến khu vực này mọi nhà dân là đất đai rất là rộng. Vườn ao chuồng mênh mông. Vào đây cảm giác như đi vào trong rừng nhé. Trong rừng nhưng không phải là rừng bình thường đâu nha. Rừng ở đây là trang trại nhé. Rừng trang trại, có vườn, có ao. Mà tất cả là đều là làm kinh tế hết nhé. Đấy, cho nguồn thu nhập liên tục quanh năm.